Nếu bạn đang có một khoản tiền mà chưa biết đầu tư vào đâu để mau có lãi, mau thu hồi vốn và mau thành tỷ phú thì chắc chỉ có lót dép sau 6:30 thôi. Còn nếu bạn thực sự đang nghiêm túc muốn kinh doanh thì tôi có thể gợi ý cho bạn ngành hàng karaoke. Một ngành dịch vụ tuy đã có từ lâu nhưng nhu cầu của khách hàng thì chưa bao giờ hết, đem lại lợi nhuận cao và doanh thu cực kỳ ổn định. Giai đoạn 1. Tìm hiểu. Hãy lên tất cả các diễn đàn, hội nhóm, giao lưu với những chủ đầu tư khác để có cái nhìn nhiều chiều về ngành này. Tìm đến các quán hát nổi tiếng trong khu vực mình sinh sống và để ý đến từng biển hiệu, nội thất, âm thanh, dịch vụ và đặc biệt đó chính là cách thu hút khách hàng của họ. Hãy liên hệ với các đơn vị thi công karaoke uy tín. Họ sẽ giúp bạn định hình rất nhiều thứ quan trọng như địa điểm, mô hình kinh doanh, phong cách thiết kế hay thậm chí là cách quản lý, training nhân viên. Và tất nhiên, đó là cách kiếm ra được tiền. Hãy tìm hiểu thật sâu, thật kỹ để có được nhiều góc nhìn, kinh nghiệm và kiến thức về thứ chúng ta chuẩn bị làm. Đây sẽ là hành trang vô cùng quan trọng để bạn có thể đối đầu với những thử thách tiếp theo. Giai đoạn 2, tăng tốc. Sau khi bạn đã có một vốn kiến thức và tự tin là mình có thể đi thực hiện giấc mơ, hãy bắt đầu đi tìm một đối tác thi công phù hợp với bạn. Bạn có thể tham khảo qua những mối quan hệ bạn đang có, hoặc đơn giản hơn là trên chính thiết bị như máy tính, điện thoại của bạn. Một đơn vị thi công lâu năm chắc chắn sẽ giải được nhiều bài toán hóc búa hơn so với những người mới làm. Sau khi bạn đã tìm được đối tác ưng ý, hãy bắt đầu cùng họ khảo sát địa điểm và lên những ý tưởng thiết kế đầu tiên. Lúc này, hãy vận dụng những kiến thức bạn đã có để giúp họ thực hiện hóa được mong muốn của bạn. Bên cạnh thiết kế thì giấy phép kinh doanh cũng là một vấn đề vô cùng quan trọng bắt buộc bạn phải có. Chúng bao gồm: thứ nhất, giấy phép kinh doanh karaoke. Thứ hai, giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy. Thứ ba, giấy chứng nhận đủ điều kiện và an ninh trật tự. Thứ tư, cơ sở kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật. Giai đoạn 3 đó là chuẩn bị. Bước này chúng ta hãy bắt đầu đi tuyển chọn nhân viên cho quán hát. Điều này rất quan trọng vì đây chính là bộ mặt của quán. Ưu tiên những ứng viên nhanh nhẹn, có sức khỏe và ngoại hình ưa nhìn. Điều này sẽ giúp khách hàng cảm thấy cực kỳ thích thú khi đến giải trí. Bước kế tiếp đó là lên kế hoạch marketing. Có thể bạn chưa biết, một chương trình thu hút khách hàng không thể đánh giá trong 4 đến 5 ngày đầu tiên thực hiện. Bạn cần phải có một kế hoạch dài hạn hơn, từ 1 cho đến 3 tháng để chúng ta có thể vừa làm vừa thử nghiệm những cách thu hút khách hàng khác nhau. Đánh giá cụ thể thời điểm nào ít khách để chúng ta đưa ra những chương trình hấp dẫn, thời điểm nào đông khách để sẵn sàng lực lượng phục vụ. Đừng quên xây dựng menu phong phú với nhiều mặt hàng chủ lực như bia, rượu, trái cây. Đây mới là khoản doanh thu chính, giúp bạn duy trì được lợi nhuận của mình. Hãy hướng dẫn nhân viên để ý đến cảm xúc của khách hàng để có thể bán được thêm nhiều đồ uống. Em có một câu chuyện là có một lần em đi với bạn gái và hai đứa đứng ở ngoài hành lang để bớt cái hơi bia đi, thì có một bạn nhân viên đã tiến lại và hỏi: anh chị có muốn dùng thêm nước chanh muối không ạ? Cái đó có thể giải rượu và làm chị tỉnh táo hơn đấy anh. Và tất nhiên sau lời mời đó thì tôi đã sẵn sàng mua cho bạn gái tôi ngay cốc nước đấy. Với tất cả những chia sẻ trên thì bạn hoàn toàn có thể bắt đầu kinh doanh karaoke được rồi. Tuy nhiên đó mới chỉ là bước đầu để chúng ta hoàn thiện được bộ máy. Vậy thì còn chần chờ gì mà không bấm ngay cho em Nam ngay một nút like và một nút subscribe để được nhận thông báo về những video tiếp theo. Chương trình sau thì em sẽ lưu ý cho các bác những thứ không được làm trong kinh doanh karaoke. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác ở trong những chương trình tiếp theo. We'll be right back.